Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, lương ngoại thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thức Thế Tôn, còn xem xét những chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn đến cho đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời, những sự ấy tại làm sao thế, quý xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Lạy tả trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đau lợi lầy, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tề phủ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhân đến kẻ tật nguyền công ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó, vân vân, muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ, tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi thời vị quốc vương đó, vân vân, sẽ đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường trong 100 hàng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi các vị quốc vương đại thần đó, vân vân, phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống nữa là những thứ để thọ dụng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân, gặp chùa tháp thờ Phật, cho đến gặp hình tượng Phật, Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí. Thời vị quốc vương đó sẽ đặng trong 3 kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt nạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó, vân vân, sẽ đặng trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại về nữa, lầy Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp sách giã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân no sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Thời vị quốc vương đó sẽ đặng trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người chung cùng làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó hồi hướng đạo vô thượng chánh giác, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại về nữa, lầy Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân, gặp những người già yếu tật bệnh và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong khoảng chừng 1 liệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường được làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, tốt giáo sẽ thành Phật đạo. Lại về nữa, lầy Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau có các vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân, nếu có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng phước vô lượng phước lành. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, tốt giáo sẽ thành Phật cả, huống gì là những quả trời phạm vương, trời đế thích, vua chuẩn luôn. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại về nữa, lầy Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành chừng bằng mấy lông sợi tóc hột cát mày bụi, thời phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, lầy Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi, thường sanh vào chốn trời người, hưởng sự vui thù thắng phi diệu. Như có thể đem công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời phước lợi của người này sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, lầy Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Như có thể đem phước đức đó hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, lầy Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen chắp tay cung kính, nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách
thời sửa sang tu bổ hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua nước nhỏ, còn vị đàn Việt tránh đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại về nữa lầy Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, như có người thiện nam thiện nữ nào, đối với cội phước lành đã theo chồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, cho đến việc lành chừng bằng mảy rong sợi tóc một cát giọt nước, mảy bụi, tất cả những việc phước lành như thế, chỉ có thể đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong Pháp giới. Thời phước lợi của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thú thắng vi diệu, còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Lạy Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Ha ha ha,